Long An kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục tâm tình và chia sẻ về những bản tin liên quan đến cuộc chiến tranh mà cả thế giới đang đau đứng. Cuộc chiến tranh này các quý vị cũng biết nó càng ngày nó càng phức tạp, đặc biệt là cái làn ranh đỏ của hai bên càng ngày nó càng bước qua. Phía bên NATO thì càng ngày càng có những cái hành động cụ thể, đó là viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine. Và đặc biệt hơn nữa thì NATO bắt đầu đã có cái dấu hiệu là cho phép Ukraine sử dụng tấn công trên lãnh thổ của Nga. Cũng là một cái làn ranh đỏ mà Nga vô cùng đe dọa trong thời gian vừa qua. Ngược lại Nga thì cũng làm tương đương như vậy. Nga còn có những cái vũ khí mà Nga đang sử dụng, những loại vũ khí cấm mà Nga đang sử dụng trên lãnh thổ Ukraine càng ngày càng nhiều. Ngoài vấn đề đó thì Nga còn khiêu khích những cái quốc gia láng giềng, thí dụ giống như là Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, những quốc gia mà Nga đang muốn tạo cái vùng xám mới. Và tình hình cuộc chiến nó càng ngày càng phức tạp, khi lúc đó chúng ta thấy rõ được cuộc chiến tranh này chưa có dấu hiệu chấm dứt. Và ngày hôm nay, chủ đề chính của chúng ta sẽ nói về quốc gia nào cho phép, đặc biệt là Mỹ, Đức, Anh Quốc, Pháp, những quốc gia lớn có cho phép Ukraine tấn công, dùng vũ khí tấn công trên lãnh thổ của Nga hay không? Và nếu có, thì hậu quả gì? Nga sẽ đáp trả như thế nào? Đây là những cái câu hỏi mà làm nhiều người phân vân. Đặc biệt là F-61, các quý vị biết là nhiều quốc gia đã viện trợ F-61, trong đó có Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ là ba quốc gia chính đã cho một số lượng F-61 cho Ukraine. Ukraine có quyền sử dụng F-61 bay trên lãnh thổ của Nga hay không và tấn công hay không? Đây là những cái câu hỏi mà nhiều người đang bận tâm. Và bây giờ chúng ta đi vào những cái sự kiện để cho các quý vị hiểu rõ được hơn về cái tình hình cuộc chiến nó như thế nào. Hiện bây giờ trong cái bối cảnh cực kỳ là căng thẳng cho Ukraine, với một cái biên giới hơn 2.000 cây số và Nga vẫn tiếp tục tấn công. Trong Nguyên nói, Nga đang sử dụng tất cả những vũ khí cũ và mới. Nga đang không ngừng thả bom vào những cái nơi trọng yếu, đặc biệt ngày hôm nay ở tại Kharkiv. Nga đã dùng những loại bom cực kỳ là to lớn, có thể nói nó nổ khủng khiếp ở tại Kharkiv và đã làm nhiều người đã thiệt mạng, trong đó đặc biệt là người dân thường. Và Nga tiếp tục làm như vậy. Nga thả bom từ xa, trong Nguyên nói là Nga thả bom từ ở bên đất nước Nga. Và trái bom được gắn những đôi cánh và nó có thể lượn trên không và nó bay trên lãnh thổ của Ukraine. Tất nhiên cái tầm chính xác nó không chính xác lắm, nhưng đối với Nga nó không quan trọng. Quan trọng đối với Nga là tiêu hủy hoàn toàn, không cần thiết nó gớt ở đâu cũng được. Mục đích của Nga là tiêu hủy, làm cho kẻ địch phải sợ hãi. Và cái hành động đó đã dẫn đến một bản tin ngày hôm nay, đặc biệt là Hoa Kỳ. Các quý vị cũng biết là Anh Quốc đã cho phép, Pháp đã cho phép, Phần Lan vừa qua cũng cho phép sử dụng vũ khí của mình viện trợ tấn công vào những nơi căn cứ quân sự của Nga. Và những cái quốc gia họ cho phép, tất nhiên phần lớn không phải là cái quốc gia chính, mà cái quốc gia chính người ta bận tâm chính là Mỹ. Vì Mỹ là cái quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ukraine, đặc biệt là loại quả tiễn ATACMS tầm cỡ 300 cây số. Và cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Và gần đây nhất thì người ta đang phân vân. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Blinken, đã công bố rằng chúng tôi đang xem xét với Đức về cái trường hợp này. Và hiện bây giờ về cái chủ đề này vẫn là cái chủ đề quan tâm của dư luận và là cái chủ đề nóng, nhưng chúng tôi xem xét kỹ hơn. Thì ngày hôm nay Nguyên nhận một cái bản tin, tuy rằng cái bản tin này nó hơi lạ kỳ một chút xíu, đó là bản tin rò rỉ. Họ cho rằng là Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng, mà chỉ có quyền sử dụng ở tại khu vực miền Bắc, đó là khu vực Kharkiv. Các quý vị cũng biết là cái khu vực miền Bắc Kharkiv là cái thành phố Kharkiv với biên giới của Nga và Ukraine, nó cách nhau chỉ có 30 cây số. Nó nằm ở trong cái tầm nhắm của pháo đài, của quả tiễn, của máy bay không người lái vô cùng dễ dàng vì nó quá gần biên giới Nga. Và bởi vì cái tình trạng hiện nay, Nga vẫn tiếp tục thả bom lượn từ xa, cho Nguyên khẳng định một cái điều đó, thả bom lượn từ xa cách đó khoảng tầm 50 cây số. Và cái điều đó làm khó cho Ukraine phòng thủ và tốn kém hệ thống phòng không quá nhiều. Nên theo nguồn tin, một vị tướng lãnh trong ngũ giác đài đã âm thầm
chia sẻ với báo chí rằng Tổng thống Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine phản công ở khu vực Kharkiv mà thôi. Có nghĩa là Ukraine có quyền tấn công trên lãnh thổ của Nga, nhưng chỉ riêng biệt ở khu vực này. Còn khu vực khác là không cho phép. Và bây giờ, cái vấn đề quan trọng thứ hai là chúng ta đều biết là F-61 sắp sửa đến Ukraine trong thời gian sắp tới. Tầm giữa tháng 6, theo cái sự tìm hiểu của Nguyên về cái bản tin đó, vì không có cái ngày chính thức. Hiện bây giờ có nhiều người đưa tin khác nhau lắm. Nhiều tờ báo thì nó cho là cuối tháng 7, có nhiều tờ báo là tới năm tới. Đối với Nguyên, nó phải tầm giữa tháng 6 thì là sẽ có khoảng tầm 10 chiếc máy bay F-16 sẽ đến Ukraine và sẽ bước vào cuộc chiến trực tiếp. Và cái điều người ta đặt một câu hỏi là những cái quốc gia cho F-16 đó có cho phép hay không? Có cho phép là Ukraine dùng F-16 bay qua bên lãnh thổ của Nga? Bay qua lãnh thổ của Nga và tấn công Nga trên lãnh thổ của Nga bằng F-16? Đây là một cái câu hỏi mà cả Ukraine họ cũng muốn biết câu trả lời. Vì nếu mà họ sử dụng sai thì người ta không cầm, người ta không viện trợ nữa thì sao? Cho nên là ai cũng muốn biết cái điều đó. May mắn thay các quý vị, ba quốc gia chính cung cấp cho Nguyên nhắc lại: Hà Lan là cái quốc gia cho nhiều nhất, sau đó Đan Mạch, và cái quốc gia thứ ba là Bỉ, là ba quốc gia. Thì ngày hôm nay ông Hà Lan và ông Đan Mạch đã công bố chung với nhau với cái quan điểm nhất trí rằng là tự do, thoải mái, tôi cho anh muốn làm gì anh làm. Đặc biệt là chính phủ của Đan Mạch rất là ngầu các quý vị. Chính phủ của Đan Mạch đã nói rằng là vấn đề mà phản công và Ukraine sử dụng vũ khí, tất cả vũ khí Đan Mạch viện trợ đều có quyền sử dụng và đáp trả trên lãnh thổ của Nga, và Ukraine có quyền làm điều đó. Chúng tôi cho phép và chúng tôi nghĩ đây là quyền lợi mà Ukraine nên được quyền có phép. Thì đây là một cái lập trường mà mình thấy những cái quốc gia nhỏ giống như là Đan Mạch. Nguyên nói Đan Mạch chỉ có mấy triệu dân thôi, chưa tới 10 triệu, 6 triệu mấy, 7 triệu dân. Đan Mạch cũng gần Nga không xa, nếu các quý vị coi trên bản đồ thì Đan Mạch gần Nga không xa. Nhưng mà các quý vị thấy là chính phủ Đan Mạch không có sợ. Người dân Đan Mạch có sợ không? Chắc có. Vì cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Đan Mạch thì các quý vị cũng biết đó là một cái vùng đất mà Nguyên ở. Bây giờ Nguyên ở, Nguyên làm việc. Cỡ này Nguyên ít hơn, bởi vì công việc của Nguyên ở Đan Mạch nó không còn nhiều giống như xưa nữa. Nên là Nguyên có thời gian nhiều hơn và đi đó đi đây, chứ thường đó là Nguyên ở Đan Mạch, Nguyên làm việc. Thì các vị cũng biết là một cái quốc gia mà Nguyên hiểu khá là gần và tiếp xúc người Việt hay người Đan cũng nhiều. Và cái điều đó chúng ta thấy rõ được là chính phủ Đan Mạch vô cùng cứng rắn và lập trường rất là quyết đoán với đối kháng và cho phép khi đó Mỹ còn chưa dám cho phép. Thì Đan Mạch cứ dùng máy bay của tôi viện trợ thoải mái. Vũ khí gì chúng tôi viện trợ, các anh cứ thoải mái. Các anh bay vô Nga, tấn công Nga, thoải mái. Sau khi cái bài phát biểu của Đan Mạch thì chính phủ của Hà Lan cũng làm tương tự như vậy. Trong Nguyên nói Hà Lan là cái quốc gia mà gần đây Nguyên chia sẻ khá nhiều về bản tin của Hà Lan đó. Thì chính phủ của Hà Lan cũng đã công bố chúng ta biết là chính phủ Hà Lan đồng ý hoàn toàn cho phép Ukraine sử dụng F-61 để mà phản công và có thể bay qua bên lãnh thổ của Nga và tấn công. Cái điều này là hợp lệ, không có gì sai trái hết. Và chúng tôi kêu gọi những đồng minh phải làm tương tự như vậy. Vậy là trong một thời gian rất là ngắn, 2-3 ngày gần đây, thì cái vấn đề này được nhiều người tranh cãi và đắp đầu, có nhiều quốc gia đã đồng ý. Và cái điều bất ngờ hơn nữa, trên cả bất ngờ đó là quan điểm của Đức đã thay đổi. Từ đó tới giờ thì Đức phản bác, Đức không đồng ý là cho Ukraine dùng vũ khí của Đức tấn công trên lãnh thổ của Nga. Nhưng ngày hôm nay thì ông Đức đã thay đổi quan điểm sau khi thấy châu Âu ai cũng bắt đầu thay đổi. Nguyên nói bây giờ phần lớn châu Âu là hình như là đồng ý gần hết. Thì chính phủ Đức qua ông Olaf Scholz ngày hôm nay đã công bố rằng là chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của chúng tôi để đáp trả lại Nga trên lãnh thổ của Nga. Thì người ta nói cho phép là tốt, nhưng cái ông đâu có viện trợ quả tiễn tầm xa đâu, vì đánh từ xa mà.
ông cho phép thì sẵn tiện ông cho luôn cái loại quà tiễn trâu bò của ông đi. Các vị cũng biết là nhiều quốc gia đã cho Ukraine quà tiễn tầm xa, trong đó có Anh Quốc, có Mỹ, có Pháp và nhiều quốc gia khác. Và chỉ có Đức là cái quốc gia hiện bây giờ vẫn còn do dự với cái lập trường này. Đức vẫn còn e ngại và còn tranh cãi rất là nhiều, và chưa cho phép. Và loại quà tiễn của Đức với cái tên là Toros, dịch bằng tiếng Việt Nam là quà tiễn bò cung, mà Nguyên kêu là trâu bò đó. Thì đối với Nguyên là nếu mà lấy quà tiễn trâu bò đụng với đụng tới Red Bull thì nó rất là phù hợp. Chắc quý vị đây là cũng là cùng một cái dòng giống mà. Nên đáng tiếc thay thì Đức vẫn chưa cho phép. Đức vẫn chưa cho phép. Thì ngày hôm nay thì người ta nói bây giờ ông đã cho phép Ukraine sử dụng tấn công thì cho luôn quả tiễn tầm xa nó mới phù hợp. Vì nếu tầm ngắn thì đâu có bắn được qua bên Nga. Tầm ngắn thì không thể nào bắn qua bên Nga được hết. Nên ông cho luôn quả tiễn tầm xa đi để cho nó rất rất là phù hợp. Thì cái vấn đề này khá là nhạy cảm ở tại Đức. Vì hiện bây giờ cái vũ khí của Đức người ta không biết. Thực tế là chưa có ai biết được cái quả tiễn của Đức nó hữu hiệu như thế nào và cái công phá nó như thế nào. Theo những nguồn tin cho biết là cái khả năng quả tiễn của Đức nó còn đỉnh hơn quả tiễn của Mỹ. Và cái sự công phá nó còn đáng sợ hơn. Bởi vì Đức không muốn cho Ukraine, bởi vì Đức muốn giữ bí mật và không muốn lộ ra bên ngoài cái khả năng quả tiễn của Đức. Đây là những tin mà người ta suy luận. Còn lý do nguyên nhân tại sao nước Đức vẫn còn do dự vẫn là một cái câu chấm hỏi. Chắc như vậy về cái vấn đề mà quả tiễn của Đức thì Nguyên cũng không có gành, vì Nguyên không có phải là chuyên gia về vũ khí. Nên là Nguyên cũng không biết là cái khả năng quả tiễn của Đức nó đỉnh cỡ nào và nó tốt cỡ nào thì Nguyên không biết. Hiện bây giờ Nguyên vẫn thấy là quả tiễn ATACMS của Hoa Kỳ nó vẫn là một cái vũ khí đáng sợ nhất mà Nga lo lắng nhất thôi. Vì cái tầm chính xác của nó đáng gớm và Nga rất là sợ. Khi Nga mà nghe thấy là đem hệ thống HIMARS và trang bị quả tiễn ATACMS là Nga rung đùi đùi liền, Nga rất là rung. Vì Nga biết là những cái nơi mà trụ sở tấn công nó chính xác 100%. Vậy thì các quý vị mến thương cũng đã thấy được là có nhiều quốc gia đã đồng ý và mạn phép cho Nguyên nêu lại những cái tên ha. Đầu tiên nhất chúng ta phải nói là Anh Quốc. Sau đó chúng ta phải nói cái quốc gia thứ hai, đó là chúng ta phải nói là bây giờ chúng đến Đan Mạch đi ha. Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, ba quốc gia Baltic, có nghĩa là Lithuania, Estonia và Litva, ba quốc gia Baltic. Rồi Phần Lan, Thụy Điển, chúng ta quốc gia nào đồng ý nữa, Đức, bây giờ Đức. Hình như là Nguyên cho Nguyên mạng phép nói là gần như phần lớn đã đồng ý, chỉ có vài quốc gia không đồng ý về vấn đề cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công trên lãnh thổ của Nga. Không ai xa lạ, chúng ta đều biết là ông Hungary, tất nhiên là ông phản bác rồi. Hungary còn cho rằng cái hành động này nó sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh đệ tam thứ chiến. Cái hành động cho phép mà những quốc gia châu Âu đang cho phép, nó sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh leo thang và NATO, châu Âu sẽ bước vào cuộc chiến với Nga. Hungary lên án một cách mãnh liệt. Mà khi lúc đó ổng không viện trợ cho Ukraine cái gì hết. Khi lúc đó ổng lên tiếng dữ dội, nhưng mà bản thân của ổng chưa bao giờ cho Ukraine bất cứ một vũ khí gì. Nhưng ổng đã lên tiếng phản bác một cách rất là rầm rộ trong thời gian mấy ngày gần đây, sau khi nhiều lập trường của những quốc gia khác đã lên tiếng. Ngoài ông Hungary thì có một cái quốc gia nữa mà Nguyên đã có cập nhật, đó là Italy. Bà Meloni cũng đã không đồng ý. Thứ nhất, sẽ không gửi binh sĩ. Nếu Ukraine có thất thủ đi nữa cũng sẽ không gửi binh sĩ. Thứ hai, cũng không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ của mình và tấn công trên lãnh thổ của Nga. Đây là Italy, các thứ vậy nha. Đó là Italy, thì đây là hai quốc gia hiện bây giờ là phản bác. Có vài quốc gia thì trong cái vấn đề này họ giữ im lặng. Nhưng mà phần lớn ở tại châu Âu thì Nguyên đã thấy phần lớn là đã chiếm 70% đã đồng thuận. Thì đây là cũng là một cái bước ngoặt mới mà có thể nói là một cái lằn ranh đỏ mà có thể nói là sẽ dẫn đến cái cuộc xung đột leo thang. Và Putin có phản ứng về cái hành động này hay không thì có, các quý vị. Tất nhiên làm sao không được.
chúng ta đều biết, và tất cả những hành động của châu Âu hay là hành động của NATO mà có những cái sự việc mà kêu là đối kháng với Nga, thì Nga tức ngay lập tức Nga sẽ có những cái sự phản hồi rất là mãnh liệt. Ngày hôm nay thì Nga đã lên án và cho rằng là cái hành động đó, đó là cái hành động mà NATO đang bước vào cuộc chiến. Cách đây không lâu thì Putin đã có cái lời đe dọa, và Putin đã nói sau đây cho Nguyên mạn phép nhắc lại. Putin nói rằng là đừng có quên nha, tất cả những hành động của các quý vị phải trả giá đắt. Và đừng có quên là đất nước của các quý vị phần lớn là những quốc gia nhỏ, nhỏ xíu à, và dân số đông đúc ở một thành phố. Các quý vị biết rồi đó. Đây là cái lời đe dọa thông minh của Putin, vừa đe dọa nhưng không nêu lên bất cứ một cái ngôn từ và từ ngữ nào, chiến tranh, tấn công hay là bom đạn gì hết. Nhưng lời nói của Putin chúng ta đã quá hiểu Putin đang ám chỉ cái gì. Ngoài Nga hôm nay thì phía bên chính phủ của Nga cũng đã lên án những hành vi của NATO, đặc biệt là những quốc gia mới vừa công bố cho phép tấn công. Và Nga cho rằng Nga sẽ có những cái quốc gia cho phép phải trả giá đắt những cái hành vi khiêu khích và những hành động của họ phải trả giá trong những ngày kế tiếp. Thì mình cũng không biết là Nga sẽ làm gì trong những ngày kế tiếp. Và Nga sẽ đáp trả như thế nào những cái quốc gia đã cho phép, mà bây giờ là phần lớn, Nguyên nói là trên 20 quốc gia rồi. Xung quanh là gần 20 quốc gia đã cho phép rồi. Thì không biết là Nga sẽ làm như thế nào. Thì chúng ta sẽ theo dõi sau cái sự phản công của Nga, đặc biệt là cái sự đáp trả của Nga trong cái sự chấp thuận của châu Âu. Ngày hôm nay thì sau cái bài phát biểu của Nga thì ông tổng thư ký của Liên minh NATO, đó là ông John Stoltenberg. Ông John Stoltenberg ông nói không gì lạ. Ông John Stoltenberg với cái giọng điệu rất là khiêu khích Nga, với cái giọng điệu ơi trời ơi tưởng cái gì, lại nghe Nga đe dọa nữa rồi, ơi trời ơi hai năm qua nghe nhiều quá chán quá, không có gì lạ, chẳng có gì mới, chẳng có cái gì mới và chẳng có gì lạ. Tôi nói thật luôn, tôi kêu gọi tất cả những quốc gia NATO chứ không phải là châu Âu nữa, tất cả những quốc gia NATO cứ đồng ý hết, viện trợ Ukraine hết, cho Ukraine tấn công hết vào lãnh thổ, không có cái gì mới mà. Mấy năm nay chúng ta đã nghe đe dọa giết rồi, quen rồi, không có cái gì lo đâu, tôi bảo đảm. Ông John Stoltenberg là tổng thư ký của Liên minh NATO lại có một cái lời chọc, vừa châm biếm vừa chọc, và kêu gọi đồng minh không cần phải lo lắng cái điều đó. Cái điều đó chúng ta đã quá quen thuộc với cái hành và cư xử của Nga trong thời gian vừa qua rồi, nên không có cái gì mà phải e ngại hết và phải sợ hết, tôi bảo đảm cho. Thì Nguyễn không biết là Putin nghe cái bài phát biểu của ông John Stoltenberg thì nó sẽ là như thế nào. Nhưng mà Nguyễn nghĩ là cái bài phát biểu của ông John Stoltenberg đầy khiêu khích, đầy Nguyễn phải là châm biếm, có nghĩa là Nga chỉ có được cái mồm thôi, Nga được có cái mồm thôi, cứ đe dọa chúng tôi mà đâu phải một ngày một bữa, đã đe dọa hai năm mấy năm vừa qua. Thì để chúng ta biết được là cái tình hình cuộc chiến giữa Ukraine và Nga nó bắt đầu đi đến một cái giai đoạn mới. Một cái giai đoạn mà cái lằn ranh đỏ của hai bên nó đã bị giẫm đạp. Và trong tương lai thì Ukraine có thể tấn công vào trên lãnh thổ của Nga một cách đáng sợ hơn. Tất nhiên là hiện bây giờ thì chưa vũ khí chưa đến, máy bay cũng chưa đến, thì cái sự phản công của Ukraine nó chưa. Nhưng mà Nguyên tin rằng là vài tuần nữa thôi thì các quý vị sẽ thấy một cái sắc màu mới trong cuộc chiến, nó khác biệt. Đặc biệt là nhiều tỉnh thành của Nga ở cặp biên giới sẽ tổn thất một cách nặng nề. Và lúc đó Nga phải thay đổi chiến lược, vì Nga bắt đầu để những cái kho vũ khí phải xa hơn cái tầm nhắm 300 cây số. Nó làm sẽ khó dễ cho Nga nhiều hơn để mà tiếp tế vũ khí và lương thực. Và cái điều này nó sẽ làm cho Nga khó khăn để tìm được cuộc thắng lợi trên chiến trường. Thì các quý vị cũng biết mà, thời gian mà vận chuyển vũ khí nó quan trọng lắm. Nếu để quá xa, xe vận chuyển vũ khí cho binh sĩ nó rất là khó khăn, và càng xa chừng nào thì cái cơ hội để người ta thấy bằng vệ tinh nó thấy dễ hơn. Và cái điều này cứ làm cho cái logistics, có nghĩa là cái sự điều hành của Nga, nó khó khăn hơn nhiều để tác chiến. Và trong tương lai thì những cái tầm nhắm 300 cây số thì Ukraine có thể tấn công một cách thoải mái. Bây giờ Ukraine chỉ cần chờ đợi Hoa Kỳ bật đèn xanh là thôi, bật đèn xanh một cái thì tuyệt vời. Ukraine đang chờ đợi cái điều đó.
Đức Khánh đang chờ đợi cái sự bật đèn xanh của Mỹ chính thức, mà Nguyên nghĩ đó là không lâu nữa. Với cái áp lực của dư luận, áp lực của liên minh, thì Tổng thống Joe Biden cũng phải chấp thuận mà thôi. Nguyên nghĩ là trước sau gì bây giờ chứ còn mình ơn Mỹ thôi. Những cái quốc gia lớn chứ còn mình ơn Mỹ là không có đồng ý. Và những quốc gia giống như là Đức, Pháp, Anh Quốc, những quốc gia nhỏ đều đồng ý gần hết rồi, trừ Mỹ và Ý ra. Và Nguyên nghĩ là Mỹ cũng sẽ bắt đầu thay đổi cái quan điểm của mình về cái vấn đề này. Và cũng đến lúc mà Mỹ cũng phải cứng rắn hơn với Nga. Vậy Nguyên nghĩ là đây là cái biện pháp tốt nhất để cho cái cuộc chiến này nó có một sự công bằng. Cho Nguyên nói đây là một sự bất công vô cùng tận cho Ukraine. Có nghĩa là Nga có quyền tấn công Ukraine mà Ukraine không có quyền đáp trả lại, là một sự bất công. Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Và đối với Nguyên, cái vấn đề mà cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí của phương Tây, đó là một cái điều vô cùng hợp lý. Và cái điều này nó quan trọng các quý vị à. Các quý vị cứ hình dung đi, ai quýnh mình mà không được quýnh trả là chịu sao nói. Tức lắm, tức lắm. Trong thời gian vừa qua thì Ukraine phải ấm ức, nhưng mà sự ấm ức của Ukraine có thể nói sẽ được giải quyết. Và Ukraine có thể được hả cơn giận trong những ngày kế tiếp khi có quyền đáp trả lại trên lãnh thổ Nga một cách thoải mái mà không sợ e ngại bị đồng minh lên án hay đồng minh không viện trợ nữa. Đây là cái chủ đề đầu tiên mà chúng ta chia sẻ cũng khá lâu, nãy giờ cũng 20 mấy phút, về cái chủ đề về vấn đề vũ khí được tấn công hay không. Các quý vị đã nhận được hết tất cả những chi tiết cụ thể về vấn đề này. Và Trung Nguyên mạng phép đi vào những bản tin khác khá là quan trọng chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Ngày hôm nay thì hai ông bộ trưởng nổi tiếng trên thế giới, đó là bộ trưởng của Mỹ và bộ trưởng của Trung Quốc. Bộ trưởng của Mỹ là ông Lloyd Austin, còn bộ trưởng của Trung Quốc, tiếng Việt Nam Nguyên không biết, là Đông Dung. Đông Dung, tiếng Việt Nam là tên gì thì Nguyên không biết dịch như thế nào các quý vị nha. Nguyên ít có đọc báo Việt Nam, về báo chính trị thì Nguyên không có đọc báo nên là Nguyên không biết tên. Nên là hai ông bộ trưởng bộ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có cuộc nói chuyện về tình hình của Ukraine. Thì theo lời phát biểu của phía bên bộ trưởng của Trung Quốc, đó là Đông Dung, ông ta đã nói rằng là chúng tôi cam kết với Hoa Kỳ, lời cam kết của chúng tôi là chúng tôi sẽ không bán vũ khí cho Nga. Và chúng tôi sẽ không bán hay không bán hay là viện trợ bất cứ vũ khí nào cho cả hai bên. Chúng tôi sẽ đứng vào một khía cạnh hoàn toàn trung lập trong cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Đây là lời cam kết của chính quyền của chúng tôi về cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Các anh không cần bận tâm về cái điều đó. Thì chúng ta không biết là hai ông bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao đổi cái gì, nhưng đây là cái lời cam kết của Trung Quốc. Mà Trung Nguyên nói một câu, bác Trung Quốc nha, bác xạo quá bác ơi, bác xạo quá. Tuy rằng là cái miệng của bác thì không bao giờ thừa nhận hết, nhưng mà trên cả thế giới này ai cũng biết hết. Nga vẫn còn tồn tại và chế tạo được vũ khí và còn có tiền bạc là nhờ bác đó, mấy bác Trung Hoa đó. Chứ không có sự yểm trợ của Trung Hoa thì Nguyên nghĩ là nền kinh tế của Nga và vũ khí của Nga không thể sản xuất được một cách tốt đẹp như vậy đâu. Tuy rằng bề mặt đó thì Trung Quốc lúc nào cũng phủ nhận là chúng tôi không có, nhưng mà các quý vị cũng biết đó, Putin đã đến Trung Quốc và đã ký nhiều hợp đồng béo bở. Ngoài ra thì Mỹ còn điều tra hàng loạt công ty tập đoàn của Trung Quốc đã bán những thiết bị về những thiết bị để cho Nga chế tạo vũ khí, đặc biệt là bán một số lượng máy bay không người lái nữa, rồi bán những loại chiếc xe bọc thép đủ thứ cả cho Nga để cho Nga có thể chế tạo lại hay là cải tiến lại để áp dụng trong cuộc chiến trường. Phải nói chăng là những cái gì mà Trung Quốc nói thì chúng ta đừng có nên tin nghe các quý vị. Tin Trung Quốc thì mệt lắm. Tin Trung Quốc giống như các quý vị mà heo nái nó biết leo cây vậy đó. Trung Quốc thì nói cái gì nó cũng đẹp hết. Chúng tôi lúc nào cũng luôn hòa bình, chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi ghét chiến tranh. Nhưng mà chúng ta thấy cái hành động là gì? Biển Đông thì muốn nuốt trọn, muốn lấn sân qua cả bên Úc Châu và khiêu khích ở biên giới Ấn Độ. Phải nói là họ nói một đường mà họ làm một nẻo. Và những lời của họ nói lúc nào cũng qua Mỹ, nghe nó rất là lọt tai, lúc nào cũng nghe là điều tốt đẹp cả. Nhưng thực tế cái hành động của họ đầy âm mưu và chính trị và khiêu khích. Và hành động của họ càng ngày càng lấn sân và đáng sợ hơn nhiều. Họ còn đang muốn nuốt trọn Đài Loan và còn âm mưu nhiều vấn đề khác. Khi lúc đó thì họ nói chúng tôi không thích chiến tranh, chúng tôi không thích xen vào bất cứ một lãnh vực nào cả,
Các anh đừng cáo buộc của chúng tôi, nhưng mà thực tế cái kẻ đầu sỏ chính là họ. Trung Yên bình luận một chút xíu. Các vị cũng biết là đối với Nguyên á, là Putin sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình, đó là tấn công vào Ukraine. Và Putin đã trở thành cục đá dò đường cho Tập Cận Bình. Các vị biết là trước khi mà ngày 22 thay á, năm 2021 đó, 22 xin lỗi, thì các vị cũng biết là lúc đó thì cái cuộc cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, và ai cũng đang chú tâm vào cái khu vực Biển Đông cả. Biển Đông cả, và đặc biệt là cái eo biểu Đài Loan. Thì lúc đó thì người ta sợ là không bao lâu nữa Trung Quốc và Mỹ sẽ có cuộc xung đột, hay là có cuộc xung đột ở khu vực. Và bỗng nhiên Putin lại tấn công Ukraine, đã dẫn đến cái tầm nhìn và cái sự chú tâm ở khu vực châu Âu mà không phải là châu Á. Và cái điều đó là gì? Là sự sai lầm. Bởi vì Tập Cận Bình muốn thăm dò cái sự đoàn kết của NATO như thế nào, muốn thăm dò cái hành động của Mỹ ra sao. Trước khi tấn công Đài Loan thì phía bên Trung Quốc họ phải tính vào cái bài toán mà từ đó tới giờ không biết được cái hành xử của châu Âu và NATO như thế nào trong cái tình trạng chiến tranh như vậy. Thì bây giờ Putin là cái người hy sinh, đã lấy cục đá dò đường và để thấy được cái sự hành xử của NATO trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Và sự thất bại của Nga nó rất là lớn. Và Nguyên nói là cái sai lầm. Đúng ra nếu Putin là người thông minh mà không có sai lầm, đứng ngoài cuộc chờ đợi, và sẽ một cái giai đoạn nào đó Trung Quốc và Mỹ sẽ có sự xung đột từ kinh tế đến cả quân sự, Putin sẽ hưởng lợi, đứng ngoài cuộc chơi sẽ hưởng lợi rất là nhiều. Và sau đó thì khi suy yếu chiến tranh thì Putin lại có những cái âm mưu và thành công hơn nhiều. Bây giờ thì Putin đã bị kẹt ở tại cuộc chiến tranh Ukraine vô tận. Nguyên dùng cái chữ vô tận vì chúng ta không biết chừng nào nó chấm dứt. Cuộc chiến tranh nó đầy hao mòn về kinh phí và kinh tế. Putin phải tăng thế má, và dân đất nước Nga càng ngày càng đang sống một cái giai đoạn khó khăn đủ mặt. Ngoài ra thì tính mạng của binh sĩ của Nga thiệt mạng thì đã nói là nhiều vô kể. Đất nước Nga đã bị cô lập. Thí dụ điển hình đi nha. Ngày 6 tây tháng 6 sắp tới đây sẽ có một cái buổi tưởng niệm 80 năm cái cuộc chiến tranh đệ nhị thế chiến ở tại thành phố Normandy, là cái nơi là Nguyên đã từng đi một cái nghĩa địa binh sĩ đó, mà Nguyên có quay cho các quý vị nếu các quý vị nào còn nhớ đó. Khu nhà của Nguyên đến Normandy có khoảng tầm 200 cây số. Thì đây là một cái ngày lễ rất là lớn ở khu vực này. Cứ mỗi năm như vậy thì biết bao nhiêu quốc gia đến tham gia. Và thường xuyên thì những cái quốc gia chiến thắng đệ nhị thế chiến được mời. Thì trong đó sẽ có Mỹ, Canada, Pháp, Anh Quốc, cả luôn có Nga, thường xuyên là như vậy. Nhưng năm nay thì Nga bị loại trừ ra, người ta không mời Nga, không quen nghênh Nga. Cái lý do mà người ta không quen nghênh Nga vì người ta muốn nhắc cho Nga biết là trong quá khứ chúng ta đánh với một cái quốc gia xâm lược, chúng ta bảo vệ cái giá trị chung. Còn bây giờ anh là cái người xâm lược người khác. Anh là người xâm lược người khác. Và cái giá trị đó anh đã giẫm đạp nó. Anh không đủ tư cách để chúng tôi mời. Ngày xưa chúng ta cùng nhau để đánh phát xít Đức, sự xâm lược của Đức. Ngày hôm nay anh đã làm tương tự như vậy, không khác biệt gì hết. Cái giá trị mà anh đã bảo vệ, anh đã giẫm đạp nó. Và cái ngày hôm nay để tưởng niệm cái sự hòa bình, nhưng anh đang gieo chiến tranh, nên tôi xin phép không mời anh. Nga đã bị loại trừ ra. Cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 6 sắp tới đây sẽ diễn biến ở tại thành phố Normandy, là một cái nơi mà lần đầu tiên Mỹ đổ bộ vào, lực lượng của Mỹ và Canada. Nguyên phải nhắc cho nó kỹ, nó thực tế là ít có ai biết cái công lao của Canada lắm. Người ta chỉ có nhớ Mỹ không, mà khổ là gì đó. Ông Mỹ, ông mạnh, ông lớn quá, nên là công lao của ông nuốt gần hết. Phần lớn thì người ta sẽ nhớ là Mỹ để giúp đỡ châu Âu, nhưng mà đâu có ai nhớ là đâu phải có riêng biệt về Mỹ, Canada nữa, người ta phải đi từ tuốt ở bên bờ biển bên kia đó, người ta qua bên này, trong đó có lực lượng Canada rất là đông, để yểm trợ với Mỹ, để mà giúp đỡ Liên minh châu Âu, trời cái điểm đó, xin lỗi, châu Âu thôi chứ không có Liên minh châu Âu. Thì đây là một cái giai đoạn lịch sử mà Nguyên nghĩ là ai trong chúng ta đi học thì cũng có được học ít hay nhiều trong cái giai đoạn lịch sử này. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta đều thấy rõ được là
Ngày hôm nay cái vị thế của Nga nó đã bị càng ngày càng giảm đi, và Nga đã không còn bất cứ một cái giá trị nào cả, các quý vị. Để nói cho các vị là cái sự hành động của Nga tấn công vào Ukraine đó là một sự sai lầm to, rất là to. Và cái hậu quả của Nga nó còn lớn lao hơn nữa. Trong nguyên thẳng một câu là cái hậu quả của Nga nó còn lớn lao hơn nữa. Nó không đơn giản nó ngừng ở đây đâu. Vài năm nữa thì cái nền kinh tế của Nga nó sẽ bị Trung Quốc thao túng. Đó là không thể nào tránh khỏi. Vì Nga không còn có cái nền nguồn cung. Nga chỉ có bắt tay với Trung Quốc. Nên là các vị biết mà mình lệ thuộc cái nguồn cung cấp đến từ một quốc gia nó nguy hiểm vô cùng. Nếu ai làm kinh tế buôn bán thì các quý vị rất là hiểu điều đó. Nhất là chúng ta chỉ có mua được một chỗ. Giá cả thị trường người ta muốn tăng là tăng, muốn xuống thì xuống. Mình chống mặt lắm, mình không cãi được. Vì nếu người ta không bán cho mình thì mình không cách nào hoạt động được. Nên là cái nền kinh tế của Nga nó sẽ bị Trung Quốc thao túng. Và chúng ta đều biết cái tham vọng của Trung Quốc nó không ngừng ở trên lãnh thổ của họ, mà họ còn muốn tham vọng nuốt trọn những cái nơi khác. Và nếu Trung Quốc nuốt trọn được Nga thì không khác biệt, vì Trung Quốc đã trở thành quốc gia cường mạnh trên thế giới này. Vì Trung Quốc đang thiếu cái gì? Trung Quốc đang thiếu về công nghệ vũ khí, đặc biệt là hỏa tiễn tầm xa và vũ khí hạt nhân. Và cái điều này thì đối với Trung Quốc là tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng công nghệ là chuyện lớn. Nuốt trọn nền kinh tế của Nga, xâm nhập vào chính trị của Nga, thao túng Nga thì đối thật với Trung Quốc đã làm chùm. Thì đây là một nguyên nói là cái bước cờ của Putin đã sai lầm lớn. Và cái điều đó thì mấy bác Red Bull nhà ta ở Việt Nam thì không thừa nhận đâu. Ôi, làm gì có. Làm gì Nga để cho Trung Quốc làm như vậy. Thì các quý vị cứ chờ xem cái miệng ăn mắm ăn muối của Nguyên nói tầm bậy tầm bạ nó có trúng hay không. Vì Nguyên không thích tranh cãi. Vì tranh cãi với một cái vấn đề trong tương lai thì không ai biết rõ. Chúng ta để tương lai nó sẽ là phán xét. Ai đúng ai sai thì nhìn kỹ lại tương lai chúng ta nhìn rõ hơn ha. Chứ bây giờ mà cứ khẳng định thì làm sao khẳng định được đây, khi cái sự việc nó chưa xảy ra mà. Đối với Nguyên là cái tương lai đất nước Nga nó khá là mịt mù, và nó cũng giống như những quốc gia Á Châu chúng ta, nó sẽ bị thao túng cái nền kinh tế với Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ là người giật dây chính trị ở tại đất nước Nga một cách tàn bạo hơn nữa. Thì cái hoàn cảnh của Nga nó sẽ tương đương giống như Việt Nam chúng ta trong tương lai thôi. Nó không khác biệt gì bao nhiêu đâu các quý vị à. Đối với Nguyên là Nga trong tương lai thì giống như Việt Nam thôi. Chỉ cần chiến tranh này 5 năm nữa, 5 năm nữa thôi, thì Nga cũng sẽ giống như Việt Nam. Putin càng ngày càng yếu đi, càng già đi. Putin ngã bệnh, Putin chết. Putin đâu có sống đời mãi được. Vì Putin năm nay cũng là 70 rồi. Putin cũng đâu có sống đời mãi được các quý vị à. Nên là Putin cũng phải một cái giai đoạn nào đó già yếu đi. Thì lúc đó thì các quý vị mới nhìn thấy rõ được là đất nước Nga nó sẽ như thế nào. Đây là bài bình luận nhỏ của Nguyên về cái vấn đề Nga-Trung Quốc đang được nhiều người chú tâm và để ý. Và bây giờ thì cho Nguyên mạn phép cập nhật cho các quý vị một bản tin nho nhỏ về cái cuộc thành công của Ukraine ngày hôm nay đã tấn công vào cái nơi chứa dầu của Nga. Thì đây là bữa nay thì hai bên đều đáp trả một cách dữ dội. Nga đã cáo buộc Ukraine đã dùng một số lượng hỏa tiễn và máy bay không người lái đã tấn công vào nhiều nơi, trong đó có thành phố Belgorod ở nhiều khu vực khác. Hiện bây giờ cái sự thiệt hại của Nga cụ thể thì không rõ. Cái sự thiệt hại mà cụ thể mà Nguyên được biết đó chỉ là một cái nơi chứa dầu. Chứa dầu của Nga đã bị thiệt hại nặng nề, hiện bây giờ đang bị hỏa hoạn. Thì cũng không biết là trường hợp này nó sẽ tiếp tục bao nhiêu, mà chúng ta thấy được thời gian gần đây thì những cái kho chứa dầu của Nga dù sâu trong đất nước vẫn bị tấn công thường xuyên. Hiện bây giờ mục đích của Ukraine làm gì? Làm cho Nga không có tiền thu nhập, vì Nga vẫn tìm cuốn kiếm được nguồn tiền bằng bán dầu hỏa và bán khí ga. Nên bây giờ là đánh vào cái túi tiền của Nga, để cho Nga không còn đủ tìm được cái kinh phí bán ga để kiếm tiền nữa, mà Nga bắt buộc phải gặp những cái chuyện khó khăn về kinh tế. Nên cái điều này thì tấn công rất là nhiều trong thời gian gần đây. Thống kê cho biết là ít nhất bây giờ là 14% năng lượng dầu hỏa của Nga đã không thể hoạt động. Và với cái đà này sẽ tăng vọt có nghĩa từ 14, 15, 16, 17, 20, 21. Và thời gian kéo dài cuộc chiến thì vấn đề dầu hỏa của Nga sẽ gặp khó. Khi cái cuộc tấn công của Ukraine đã được thành công càng ngày càng nhiều trong những ngày gần đây. Còn Nga có tấn công không? Có các quý vị.
Ngày hôm nay thì Nga tấn công vào thành phố Kharkiv mà Nguyên mới vừa cập nhật đó, khá lớn. Nga đã dùng những cái loại bom rất là nặng, những loại bom mà kêu là kích cỡ lớn đó. Và người ta nói theo hình ảnh cho biết là Kharkiv bị tổn hại nặng nề. Và đặc biệt là có một cái khối giống như là cái núm như đó, nó được tung lên trên. Tung lên trên có nghĩa là để chúng ta hiểu được là cái sự việc mà bom Nga sử dụng nó lớn như vậy. Vì Nga đã đổi chiến lược, vì Nga không có đổ binh nữa, Nga bắn từ xa thôi. Vì tổn thất binh sĩ của Nga ở Kharkiv quá nhiều. Và Nga không muốn tổn nữa, là Nga hiện bây giờ là xài tất cả những loại vũ khí mà Nga có. Và Nga tấn công vào khu vực Kharkiv không ngừng, các cô chú và anh chị em. Cái điều này thì cũng phải chịu thôi. Không cách nào ngăn chặn hết được những cái bom đạn của Nga hết. Vì quả tiễn, cái đầu đạn quả tiễn phòng thủ đó, nó đắt quá. Cả triệu đô la một cái. Khi lúc đó những cái bom đó thì chỉ có mấy trăm ngàn đô thôi. Nên là nếu mà dùng quả tiễn để ngăn chặn thì quả tiễn không bao giờ đủ hết. Hiện bây giờ cái biện pháp duy nhất đó là tấn công cái nơi mà Nga, sân bay mà Nga cất cánh bay lên và bắn được trên lãnh thổ của Nga. Là cái duy nhất mà thôi. Có nghĩa là tiêu hủy chiếc máy bay trên lãnh thổ của Nga. Đó là cái cách duy nhất mà hiện bây giờ Ukraine phải làm. Nên cái điều đó phải chờ cái chấp thuận của Mỹ đó. ATACMS của Mỹ mới làm được điều đó. Thì bây giờ phải chờ cái chấp thuận của Mỹ để Mỹ đồng ý để có hệ thống HIMARS với quả tiễn ATACMS có thể phản công ở khu vực miền Bắc. Và hiện bây giờ thì Mỹ còn đang mập mờ. Đây là cái khu vực Kharkiv mà Nguyên muốn tâm tình cùng cô chú và anh chị em. Vậy là các quý vị đã nhận được tất cả những bản tin mà Nguyên nói là cho là sôi động nhất trong ngày hôm nay trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga rồi, đúng không? Các quý vị đã nhận được những cái bản tin và những chi tiết cụ thể và những cái sự kiện đang được nổi bật và người ta đang chú tâm. Và trong Nguyên mạng phép, ngừng chương trình này ở đây, chúng ta gặp lại. Bye bye các chú anh chị. Hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, đủ gần để một bàn tay tìm một bàn tay, đủ gần để một nhịp tim nghe một nhịp tim. Xin em hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, gần để đôi mắt tôi nhìn vào đôi mắt em, đủ gần để ta nhìn sâu vào linh hồn nhau, đủ gần để khi ta nói lên hai tiếng đồng bào, ta có thể thấy giọt nước mắt ngọt ngào trên khóe mắt của nhau. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn, gần hơn, đủ gần để chúng ta không còn sợ hãi, để biết rằng chúng ta không lẻ loi, để biết rằng chúng ta không yếu hèn như chúng ta đã tưởng, như chúng ta đã. Để đôi mắt tôi dù khép lại mãi mãi vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng
trong thế giới tôi ước mơ, thế giới ta ước mơ. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn án phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Vì nếu chúng ta không bắt chúng phải chết thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để chúng ta thành một biển người, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn. Hãy đứng cùng tôi gần.